बाहु सा को आईनी बखले बाहु सा आईनी जिम बाई फाई क्वा देन लेओ Châu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu đi ăn tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng thành một bầu gió mát trăng thanh đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng ý ăn một bầu sơn thủy thông dòng đồng đăng biên giới thì cùng thất thế trăm thứ quả hải về rừng mẫu hái rau bí củ đậu măng tươi cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu áo đen chàm yểu điệu thướt tha gót tiền quẩy lắng hái trà hái trà chân đi hải xào non tú lờ rau quay miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh đàn thông dạo khúc thanh bình
thông a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tôi linh tuyên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng ân lai vốn dòng sơn trang tính trầu hay măng trúc măng giang măng tre măng ngứa thơm lan chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à cất tay tiền múa song đăng song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa nhớn song tình sao đầu sông ngân hà ý à ơi à đồi núi bao xa lên ngàn trầu hái bông hoa hái hoa mang về đền đây biết bao thanh đồng chờ mong ban khen biết bao thanh đồng chờ mong ban danh dầu bé bắc lệ giáng sinh hạ trần núi giết núi mấy tầng cao thấp cây sen cây tràn ngập màu lam ngôi đền thờ dầu bé trên ngàn thờ a châu bé trên ngàn có
suối nhỏ vắt đi ngang sườn đồi. Đàn cá lội đùa bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng lên đàn thông vang tiếng hát ru. Ngàn thông a vang tiếng hát ru a, hoa thơm quả ngọt bốn nhi mùa ngát hương a. Dầu bé thương thổ mường là gốc, áo nam kinh khăn lục đội đầu, có đai xanh tiền bạc tươi trầu. Đai xanh kiêng bạc túi trầu hoa, một bên sao quắm vai vác vầu nước khe. Dân hai sao đầu cài châm dắt, vòng kim cương tam khởi luồn tay hây hây, mặt nước vơi đầy vật bốn mùa âm dương tuy tạo ngô tâm dĩ tạnh nghề ngô dân con cầu đạo cầu bình an quả thực dâng lên năng sáng quả thực dâng lên lòng tin bán thịnh đi mong tìm đủ đồng cung dung tít ngày lành nghề họ dân con mở tiệc cung dung nghinh tình bày tam tòa kim thanh hội công đồng về màu sáng đàn di thiên tiên cung tình mời màu đại nhất đi thiên địa đối hướng xa nhiệt pháp giới mong hân chư phật thải hộ thất giao văn tùy sơ kết tương vân thanh nhi phương chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Sẽ đoàn thanh ra ngồi cùng đệ nhị thanh tiết na cung mời mẫu đệ nhị thanh xin đan hải ngàn nô nhiệt minh vương giao du tử bóng đứng vô hương hoa đặc thanh đường trí tâm kim cương nhân su biến thập phương. Nam mô nhang vân cung giản đồ tát ma tát. Nam mô nhang vân cung giản đồ tát ma tát. Nam mô nhang vân cung giản đồ tát ma sơn thanh gia đi tam thánh tiên cung thỉnh mời thành bao xích lá long nương ngự đền thì dưới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát giải thoát chỉ biến hương quang minh vân đài biến pháp giới cũng giảng thập phương vô lượng phật. Nam mô hương cũng giảng bồ tát ma tát. Nam mô hương cũng giảng bồ tát ma tát. Nam mô hương cũng giảng bồ tát ma tát. Sơn đoàn thanh ra trần chiều dân văn đức thánh trần anh ninh nghi chắc ra ân cần ngài giúp cho thank you.
quốc sử ghi Việt Nam dân thì nghe định biết rõ ràng vì cho hai họ bình ngày về
ban phúc nghỉ an cho một dân đều an càng khánh ý. Dừng nào sư hồng lỗi tay, dừng nào sư hồng để
giúp cộng đồng Phật thanh sinh minh họ dần có dấu dân sinh. Sang kim phùng hoàng thân cần thanh xuống thiên dương vương bạn sớm dâng đến họ nguyện họ dần có may có sớm dâng đến cô về tổng đôi xem biến do sáng vì do nhị vị dương sinh nhị vị dương sinh về do nhị vị dương sinh nam sư vũ sư quý khang linh thọ dương phi cho phục độc đôi thank you.
chốn thiên thanh. Cô thường ra khất vai dân cùng diêm bao phút thay mộng thần lề sao xa đổi vị ác nên phu nhân lên mừng ra ngoài cửa xuất tờ mờ xích thoi cô bé có đã cờ vua phong nam đi dâng nhang về đồng nam đi dâng nhang đi vật thân vai mười phương độ chỉ dâng nhang địa phật từ bi dâng nhang cai quang thập cửa diệu nay đang xa sông bị đào hồng nay đang xa sông nghi thuyền thoi cậu bé xèo bé xuống mương sông văn tam vị xuống mương tây thiên đệ nhất mương xã đồng yêu dân được nhờ
dù một mùa chim ngâm kêu vườn ngọt xa một màu hồ xanh ngắt có hoa bụi về nước dày non ba thành kính quỳ tâu
văn dầu dù tiến rừng văn chùa bà đi nhân tây thì nhân tây thì hùng vương thánh tổ cầm quyền vào xa đại đình tam đảo quê nhà thanh gia xin đông cuồng xuống rơi nam đã nghe tiếng gió rừng sao sạc lắm cánh dễ kêu đồi núi vắng nghe
bài sáng vô diệu lục cung. Nàng nàng anh vốn giàu sơn xa, tính tình hay mắng súng mắng ra, băng xe băng nữ công nam ra đường. Có khi dung ai đi tìm ý nhà đạt nước tươi châu dấc lên nguyện nguyện trời đâu thời về hay chúa còn chơi đồng sơn khi à. Dây mà bầu xôn xao tốt tươi rực ra, đi lên mà thắm tỏa nhiều hoa ý nhà. Ngàn xanh năm quả nhiều hoa, chưa bán nước vào xa sân chiều. Chị Phật thánh sau con chị vua cha chị thờ lên đó.
khắp miền dân gian, soi sông Nam Bì soi về ngàn sơn giang, soi sông Nam Bì soi về đến đây. Sao từ thành thị tới kinh đô, sao cho non nước muôn mùa thêm tươi. Thank you.
nhớ xưa. Thái tổ trèo lên có người con gái thôn quê dịu dàng sơn âm thầm thành ra năm thao cao mãi quê nhà hùng binh thánh tổ xua bà đề ta trên cung quê triều đình soi tỏ cung thịnh mời tiếng mơ chúa đệ tam quyền hành cai quản sự sang thank you.
nhân yêu bắt đi cầu bình hoa đẹp như sao đâu ngân hà tình đang ai tình đang ai thân thoáng bên lầu sông đang tiên chứa mưa hầu mẫu vương nghe nhạc trong nền sáng ánh hào quang đôi tay chưa múa gì vàng đã khoan thai lưng đai thắt thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à
thành ra hồi cung. Ai đến tới Tây Thiên Tam Đảo hỏi thăm tên đề Su Mãn nơi đâu? Dựng nên Tam Bảo chín mười.
phương độ trì, tay dâng nhang khấn thiện cùng đi. Ý à, bài sáng đô siêu lùng cũng nghĩ nàng ấm cô gái con dòng sớm xa tính tình mẹ mặc giúp đi mặc ra. Ý à, ngân số điệp dần lên dương sinh và thánh sau sinh mẹ xa dình nghỉ đến xua mang xin tây thiên ý à. Xuống về đồng này tan sân cũng dài bành kinh đồ cho hòa nguyên lấy là bình an nâng về đồng xứng mê xứng tâm bằng ý à. Đăng nghi ai thật thoáng bên đầu sóng đang chưa mắn về hầu bông vương nghi nhát chục nghìn sang anh hào quang đôi đời chưa muốn dịu dàng khoan thai ý à. Đôi chân xua đã bước về đến đây xeo bấm ngân kia bắt kịp cầu bình hoa đẹp sao đâu ngân hà ý nghĩ à. Đẹp như sao đầu ngân hà răng 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 tắp như là sao mai đẹp như tô nữ sang đài ý à. Thành ra
phương năm miếu rõ ràng, ngũ phương bản cảnh nghi tiên nàng dâng hoa.
chân đền chưa để làm sao anh đương tiền tỏa sáng lúc đi chân đền phương nay về
gọi phu xe trả cho tiền giấy khi biết chúa bàng tay đầy miệng ban xin chúa thương những kẻ mình mê đình nghề tôn quan đi phụng mình mê đình nghề tôn quan đệ nhất nên anh mình phạm trần siêu tượng sung ngã tích tăng cung giang kim phùng bàng tân cần thánh du tiên sung bương bàn sơ dâng lên thượng nàng bàn sơ dâng lên tôn quan tông đôi dẹp biên do giảng phi cho đệ tử bình an giám sát
Ni Phật Ca Thông Di Tam Giới Tâm Xa Tinh Đại Thần cửa siêu vắng bình siêu thượng sung ngã tích tăng cung giang kim phùng hoàng thân cận thánh xuống tiên sưng vương văn sứ dâng lên họ trần họ nguyên con nay có sứ dâng lên quan bì tâu đôi xếp tiên do giảng phi cho họ trần bình an ninh
đội dòng xích nga bình đua quần quần xèo du lịch bốn phương có phép quần thu sống thương trở về tình bắc bắc quê giang xin nhang long thành dâng một diện nhang tôn vì thủy phù các quan các tòa thiên đình chốt lấy diệp na văn dâng dâng lên họ trần họ nguyện con nay có dâng dâng lên tôn quan tông đội xếp biên do giảng phi cho đệ tử bình an ninh cho đệ tử bình an cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phi cho phục độc đôi đường quan bề cắt hết duyên âm bị cắt cho đệ tử không còn duyên âm quan bề cắt hết duyên âm mình nam đây cắt duyên họ nguyễn con nay có lễ cắt duyên trình quan tam phủ quan về trình cho quan về cắt hết duyên âm dân nước tiên tây hết bụi trần để thanh cao rồi nay mười phần thanh cao tây ân có dư ba màn tây ân có dư chín trăm đạo phù thanh tổ truyền cho cứu đâu ở đó bình an nên we'll be right back.
dâng nhang dâng một diện nghề tông tỉnh vừa qua nên con tàu thịnh đức vương quan thần đệ tử tiết bản văn đàn dâng sự tích an để tam hoàng quan tam phủ thank you.
tai quang dòng nhạc thập cửa rêu quang minh siêu thự sung mã tích tăng cung giá kim phồng vàng thân cần thạch mạnh xua thì tình vương văn sớm dâng lên họ trần họ nguyên con nay có sớm dâng lên quang về tâu đôi xếp biến do sàng phi cho đệ tử bình an nếu có lúc quan giao đẳng định diện vẫn tỏ đôi nhà mình văn sớ dựng nên họ trần con họ nguyễn con nê có sớ dựng nên thì quan để ngũ chép biên rõ ràng về cho kỳ từ trang sinh truyền thiên phố ngoan thiên phố nhạc phố ngoan nhạc phố thoái phố ngoan thoái phố
địa phố hoàn địa phủ lệnh quang quật truyền cơ nào đồ đấy tam phủ công đồng tứ phủ bạn binh lệnh truyền tán đa. Thành ra